Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cài đặt một cái địa chỉ của cái dòng máy VRV Toshiba. Đó thì đối với cái dòng VRV Toshiba thì hầu hết nó đều sử dụng cái bộ điều khiển, tức là rất nhiều nhá, nó sử dụng cái bộ điều khiển RBC ATM31E này. Và cả đây là cái dàn của nó các bạn này. Đó thì khi nào thì chúng ta cần phải cài đặt lại địa chỉ? Đó chính là khi mà các bạn thay một cái bo mới, hoặc là các bạn muốn mang một cái bo cũ nhưng mà từ cái tổ máy khác sang để test xem cái tổ máy này nó có bị lỗi bo hay không. Tại vì để mà kiểm tra được lỗi bo hay là lỗi ngoại vi thì thường là chúng ta phải thay thử. Đấy cũng là một cái phương pháp mà mình cũng hay dùng. Thì sau khi mà mang sang thay thử hay là thay mới như vậy thì chúng ta phải cài đặt lại địa chỉ cho cái dàn lạnh này các bạn nhé. Còn nếu không thì nó sẽ báo lỗi trùng địa chỉ và nó sẽ không chạy được. Đấy thì để cài đặt địa chỉ thì đầu tiên các bạn sẽ phải lấy một tờ giấy ra và các bạn đi kiểm tra lại toàn bộ cái unit này. Các bạn nhấn vào unit này nha, thì các bạn sẽ thấy là trên này unit là số 1 này. Đây, sau khi nhấn vào unit này, đây nhấn vào đây nhá, còn nha, unit này. Đó thì khi nhấn vào thì các bạn sẽ thấy trên này nó báo này unit 1 và số 3 này. No số 3 này. Đấy các bạn thấy không? Thì khi mà nhấn unit 1 và nó lên số 3 như thế này rồi á thì các bạn sẽ ghi lại cái số 3 này nhá, cái no đằng sau này này. Đó chính là địa chỉ của con dàn này nhá. Nhưng mà khi các bạn thay vào thì các bạn sẽ, nếu nó không trùng rồi thì chắc là nó sẽ tự chạy. Còn khi nó trùng thì cài lại. Đấy thì các cái bước cài lại như thế này nhá. Đó là đầu tiên là các bạn sử dụng ba ngón tay hoặc là ba ngón đấy, hoặc là hai ngón thì tùy các bạn, nhưng các bạn phải ấn được ba cái nút test này. Đó, set này, color này. Đó các bạn nhấn và giữ. Đấy. Đó thì khi mà nhấn giữ mà các bạn thấy cái chữ setting này nó lên, nó nháy nháy như thế này thì chúng ta đã vào được cái mục setting rồi. Sau khi vào mục setting rồi thì các bạn chú ý đến cái tham số đối với cả cái mặt lạnh, thì cái tham số mà địa chỉ của nó chính là cái code nâu này này, nó là cái code 13 các bạn nhá. Đấy thì cái 13 này nó đang là số 3, nó ở đây. Thì để mà cài đặt địa chỉ cho cái máy này không bị trùng với các cái máy khác thì đương nhiên rồi, các bạn ghi lại các cái khác. Thì bây giờ cái này các bạn sẽ chỉnh cái khác, ví dụ các cái khác là từ 1 đến 10 rồi thì các bạn để cái này 11 chẳng hạn, hoặc cái dàn cũ mà các bạn thay ra nó là số 4 thì các bạn để số 4 chẳng hạn. Thì các bạn sử dụng cái nút time này nhá để mà chỉnh này, chỉnh cái địa chỉ này. Đấy ví dụ đây là các bạn muốn đặt là 4 đúng không? Đó, muốn nhìn cái lửa đặt 5 đấy, ví dụ thế. Con này đang là 3 đúng không? Thì mình vẫn để nguyên là 3 nhá. Đó thì đây chính là cái địa chỉ nhá của cái dàn này, dàn lạnh này. Đó, nó rất là đơn giản. Và nó còn hai cái địa chỉ nữa mà chúng ta cũng cần chú ý, đó là cái live address, tức là cái số 2 này này, à cái 12 này này. Cái số 12 này nhá. Đó, địa chỉ live này thì thường địa chỉ live này này là nó để set cho cái bộ điều khiển của BMS đấy, để chúng ta tách nó ra thành các cái cụm lớn đó. Và một cái nữa là cái số 14 nhá. 14 thì nó là cái group thì khi mà kết nối với cả cái phần điều khiển của thằng BMS đấy thì các bạn set cái địa chỉ này, thì đến khi mà vào cái group đó thì nó tất cả những cái mà nhóm theo cái group đó thì nó sẽ hiển thị ở trên cái bảng BMS đấy. Tuy nhiên ở đây thì mình không dùng cái đó, ở đây mình chỉ có chạy tại máy này thôi, thì mình chỉ cần chú ý đến cái tham số là 13 thôi, cái code nâu 13 này để nó tránh trùng. Đó thì nó sẽ là cái hiển thị cái unit nâu này ở đây. Cái này là RC là số 1 nhá, tức là cái dàn nóng số 1. Thì cái này chúng ta sẽ đặt ở ngoài dàn nóng. Và cái nâu số 3 đây.
sau khi mà cài đặt xong nhá các bạn nhá. Thì cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ nhấn cho mình cái nút test này. Đó, các bạn nhớ nhá, nhấn nút test này một lần. Đó, mình sẽ nhấn nhá. Đó. Thì sau khi nhấn xong thì cái chữ setting này nó nháy nháy này. Đến khi nào nó nháy hết rồi, nó không nháy nữa thì nó chuyển sang trạng thái là cái máy này đã được cài đặt xong và chúng ta có thể chạy được. Đó, còn lúc này nó đang setting thì các bạn sẽ không chạy được nhá. Đó, sau khi mà hết cái chữ setting đấy rồi nhá thì các bạn bắt đầu có thể bật lại bình thường. Đó, nó bắt đầu chạy rồi. Thì cái quá trình cài đặt địa chỉ nó đã kết thúc. Đó, thì chúc các bạn thành công nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.